Bạn muốn biết tương lai của mình không? Những câu hỏi này sẽ giúp tiết lộ một số manh mối. Chọn câu trả lời và đừng quên đếm số điểm của bạn nha. Kết quả sẽ có ở cuối video này. Đây là câu hỏi đầu tiên. Hãy chọn một cánh cửa. Cửa A mang lại cho bạn 1 điểm. Nếu chọn B, hãy thêm 4 vào rổ của bạn. Lựa chọn C có được 2 sao. D mang về cho bạn 3 điểm. Bạn mong muốn điều gì nhất trong số các lựa chọn này? Trúng số độc đắc, hẹn hò với người nổi tiếng mà bạn thích, có được một giấc ngủ, trở thành siêu nhân và cứu thế giới. Câu A mang lại cho bạn 3 điểm. Nếu bạn chọn B, hãy thêm 2 điểm vào rổ của bạn. Câu C trị giá 1 sao. Lựa chọn D mang lại cho bạn 4 điểm. Chọn một con đường mà bạn thích nhất. Đường cao tốc trên núi mang lại cho bạn 3 sao. Nếu chọn sa mạc, thêm 4 điểm vào số điểm của bạn. Đường cao tốc Bình Minh trị giá 2 sao. Con đường xuyên rừng nhiệt đới mang về cho bạn 1 điểm. Bạn có thường mơ mộng về tương lai của mình không? Sau mỗi 5 giây, thỉnh thoảng, không bao giờ. Tương lai á, tôi không biết từ này. Lựa chọn A cho bạn thêm 1 điểm, B mang về cho bạn 2 điểm. Nếu lựa chọn của bạn là C, nó trị giá 3 sao. Lựa chọn D mang lại cho bạn 4 điểm. Bức ảnh nào truyền cảm hứng cho bạn nhất? Bắc cực quang, khu rừng mưa, hoa anh đào nở rộ, hoàng hôn trên bãi biển hoang vắng. Nếu lựa chọn của bạn là A, hãy thêm 4 sao vào giỏ. Lựa chọn B có giá trị 3 sao. Lựa chọn C mang lại cho bạn 2 điểm. Và phương án D có giá trị 1 sao. Ý tưởng về một kỳ nghỉ hoàn hảo của bạn là gì? Đi bộ trong rừng, tôi thích ở một mình. Đi spa sang trọng với đám bạn thân, vì chúng tôi xứng đáng. Gia đình sum họp trong một ngôi nhà ở ngoại ô. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống mà thiếu họ. Thể thao mạo hiểm và những cuộc phiêu lưu. Câu A mang lại cho bạn 2 sao. Câu B cộng 3 điểm vào số điểm của bạn. Nếu bạn chọn C, hãy thêm 1 sao vào giỏ của bạn. Lựa chọn D mang lại cho bạn 4 điểm. Bạn có lo lắng về tương lai của mình không? Thỉnh thoảng, tôi thích có kế hoạch B. Không bao giờ, tôi sống cho hiện tại, luôn luôn. Tôi cố gắng kiểm soát mọi thứ. Không, tôi dành toàn bộ thời gian để nuối tiếc về quá khứ. Nếu chọn phương án A, hãy thêm 3 sao vào số điểm của bạn. Lựa chọn B mang lại cho bạn 4 điểm. Lựa chọn C có giá trị 1 sao. Nếu D là sự lựa chọn của bạn, hãy thêm 2 điểm. Bạn thường có cảm xúc nào sau đây? Bình yên, hăng hái, vui mừng, lo lắng. Lựa chọn A cộng thêm 3 sao vào số điểm của bạn. Nếu chọn B, thêm 4 điểm vào rổ. Lựa chọn C mang lại 1 điểm. Và phương án D có giá trị 2 sao. Hoạt động yêu thích của bạn là gì? Đọc sách và xem phim. Tiệc tùng với bạn bè và gặp gỡ những người mới. Học tập và phát triển các kỹ năng mới. Sáng tạo nghệ thuật và chia sẻ nội dung. Nếu chọn phương án A, hãy thêm 1 sao vào số điểm của bạn.
Lựa chọn B mang lại 4 điểm. Lựa chọn C có giá trị 3 điểm. Lựa chọn D mang cho bạn 2 điểm. Bạn đã hoàn thành được bao nhiêu mục tiêu trong cuộc sống? 0. Tôi đã hoàn thành 50% các việc cần làm rồi. Tất cả, tôi muốn gì được nấy. Tôi không đặt mục tiêu gì cả, cứ thuận theo ý trời thôi. Nếu chọn A, hãy thêm 1 sao vào số điểm của bạn. Lựa chọn B mang lại cho bạn 2 điểm. C có giá trị 3 điểm. Lựa chọn D mang lại cho bạn 4 điểm. Bạn mô tả quan hệ xã hội của mình như thế nào? Xã hội gì cơ? Tôi có vài người bạn trung thành. Tất cả mọi người đều là bạn tôi. Mối quan hệ bạn bè của tôi luôn thay đổi. Câu A, thêm 2 sao vào số điểm của bạn. Nếu chọn phương án B, hãy lấy 1 sao. Bạn chọn phương án C, tự thêm cho mình 3 sao. Lựa chọn D mang lại cho bạn 4 điểm. Nếu có thể làm bất kỳ nghề nghiệp nào ngay bây giờ, bạn sẽ chọn gì? Diễn viên, tôi thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Bác sĩ, tôi muốn giúp đỡ người khác. Kiến trúc sư, tôi thích tạo ra không gian. Phi hành gia, tôi muốn khám phá những thế giới mới. Nếu chọn A, hãy thêm 2 sao vào số điểm của bạn. Lựa chọn B mang lại cho bạn 1 điểm. C có giá trị 3 sao. Lựa chọn D mang lại cho bạn 4 điểm. Chọn người phụ nữ bạn thích nhất. Nếu chọn A, hãy lấy 2 điểm. Tôi chọn B, thêm 1 sao vào số điểm của bạn. Lựa chọn C, mang lại cho bạn 3 sao. Và đáp án D, mang về cho bạn 4 điểm. Bạn chuẩn bị cho tương lai của mình như thế nào? Tôi tạo ra những điều ước đẹp đẽ. Tôi chỉ nói về nó với bạn bè. Tôi suy nghĩ và tìm ra giải pháp cho các vấn đề hiện tại của mình. Tôi thực hiện từng bước mỗi ngày. Nếu chọn phương án A, hãy thêm 1 sao vào số điểm của bạn. Lựa chọn B mang lại 2 điểm. C trị giá 3 sao. Lựa chọn D mang lại cho bạn 4 điểm. Ước mơ lớn nhất của bạn là gì? Một mối quan hệ tình cảm. Tiền bạc và một lối sống xa hoa. Theo đuổi đam mê đích thực của mình. Làm cho một người đặc biệt thật hạnh phúc. Nếu chọn A, hãy thêm 2 sao vào số điểm của bạn. Lựa chọn B mang lại 3 điểm. C trị giá 4 sao. Và nếu lựa chọn của bạn là D, bạn sẽ có thêm 1 điểm. Bạn có tin vào bản thân không? Cũng tương đối. Có luôn luôn. Không, tôi không hẳn là hoàn hảo. Tôi thích hành động hơn và không nghĩ về điều đó. Nếu chọn A, hãy thêm 1 sao vào số điểm của bạn. Lựa chọn B mang lại cho bạn 3 điểm. Lựa chọn C có giá trị 2 sao. Phương án D có giá trị 3 điểm. Cha mẹ có ủng hộ bạn không? Không, tôi tự lực trong thế giới này. Không nhiều lắm, họ có cuộc sống riêng. Có, hạnh phúc của tôi là tất cả đối với họ. Chỉ một chút khi tôi nhờ giúp đỡ. Nếu chọn A, hãy thêm 3 sao vào số điểm của bạn. Lựa chọn B, mang lại 4 điểm. Lựa chọn C, trị giá 1 sao. Cuối cùng, phương án D mang về cho bạn 2 điểm. Chọn câu trích dẫn mà bạn thích nhất. Thời gian là tiền bạc, Benjamin Franklin. Khi đời cho bạn một quả chanh, hãy pha nước chanh, Amber Heard. Nếu bạn muốn hạnh phúc,
hãy hạnh phúc, Leon Tolstoy. Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước, Lão Tử. Tuy chọn A thêm 3 sao vào số điểm của bạn, lựa chọn B mang lại cho bạn 2 điểm. Nếu chọn C, hãy lấy 1 sao. Lựa chọn D mang lại cho bạn 3 điểm. Tính cách nào giống bạn nhất? Thân thiện, cool ngầu, nổi tiếng. Nghiêm túc, nhút nhát, đáng tin cậy. Bình tĩnh, khôn ngoan, ôn hòa. Nữ hoàng sầu muộn. Câu A thêm 2 sao vào điểm số của bạn. Lựa chọn B mang lại cho bạn 1 điểm. Nếu chọn C, hãy lấy 3 sao. Lựa chọn D mang lại cho bạn 4 điểm. Bạn thích loại cây nào nhất? Hoa hướng dương luôn sự ấm trái tim tôi. Cây xương rồng có rất nhiều điểm chung với tôi. Hoa lan, tôi yêu vẻ đẹp tinh tế của chúng. Hoa hồng, còn gì đẹp hơn sự cổ điển chứ? Câu A thêm 4 sao vào số điểm của bạn. Lựa chọn B mang lại 1 điểm. Nếu chọn C, 3 sao sẽ được cộng thêm cho bạn. Những người chọn D được 2 điểm. Chọn một biểu tượng cảm xúc. Cười nghiêng ngả. Ngại ngùng. Mặt không cảm xúc. Đeo kính râm. A thêm 1 sao vào số điểm của bạn, B mang về 2 điểm, C thêm 4 sao vào số điểm của bạn, D mang về cho bạn 3 điểm. Bạn sẽ chọn gì? Giàu có nhưng không bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực. Thấy tình yêu đích thực nhưng không bao giờ giàu có. Tôi đã giàu rồi, tri kỷ của tôi đâu? Tôi không chơi những trò này. Câu A thêm 3 điểm vào số điểm của bạn. Lựa chọn B mang lại cho bạn 1 điểm. Nếu bạn chọn C, hãy thêm 2 sao. Lựa chọn D mang lại cho bạn 4 điểm. Sẵn sàng xem kết quả chưa nào? Hãy đảm bảo rằng bạn cộng chính xác nhé. Bắt đầu thôi. 22 đến 35 điểm. Tương lai của bạn sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp. Bạn sẽ gặp được người phù hợp, có mục tiêu và giá trị cuộc sống giống bạn. Hai bạn sẽ cùng nhau từng bước xây dựng cuộc sống trong mơ. Hành trình này sẽ mang lại niềm vui và sự hài lòng mỗi ngày. 35 đến 50 điểm. Tương lai của bạn sẽ buộc bạn phải xem xét lại ý nghĩ về tình yêu. Bạn sẽ gặp được tri kỷ khi bạn ít mong đợi nhất. Trái tim bạn sẽ nhận ra họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người này sẽ truyền cảm hứng để bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Trải nghiệm này sẽ rất đẹp nếu bạn học cách tôn trọng lẫn nhau. 50 đến 65 điểm. Chúc mừng, tương lai của bạn là có sự nghiệp mơ ước. Bạn khá quyết tâm và có thể đạt được nếu bạn thực sự muốn. Hãy tập trung và nhớ rằng các vì sao đang đứng về phía bạn. Bạn thậm chí có thể vượt xa hơn ước mơ ban đầu và chuyển sang xây dựng một cộng đồng gồm những người cùng chí hướng để chia sẻ kinh nghiệm của bạn và mang lại cho họ mục đích sống. 65 đến 88 điểm. Tương lai sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Cơ hội biến ước mơ lớn nhất của bạn thành hiện thực là rất cao. Cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, thư mời công việc mới hoặc lời mời dự tiệc có thể khiến toàn bộ cuộc sống của bạn bị đảo lộn theo chiều hướng tốt. Vì vậy, đừng thỏa hiệp mà hãy tìm kiếm những cơ hội mới. Hãy nhớ các điều ước thường trở thành hiện thực theo những cách bất ngờ. Vì vậy, hãy luôn cởi mở nhé.